Cổ chân nhân chương 2931, khi dễ bác chuyển, một Mặc dù hải lưu va chạm vẫn còn tồn tại, nhưng lại biến thành một tầng bảo vệ cho hải đảo. Trung quanh năm hải đảo, hải lưu va chạm nhanh chóng lưu động, tốc độ chảy vượt qua nước biển bình thường một khoảng lớn, bảo vệ năm hải đảo, đồng thời trợ giúp tiên trận cố định vị trí năm đảo. Nếu áp dụng phương án của đám người miếu minh thần, phá hủy hải lưu va chạm, vùng biển này sẽ bị phá hủy đến không còn hình dạng hành động của Phương Nguyên đã không khéo tránh đi nhược điểm này, ngược lại còn tận dụng đầy đủ lợi ích của hải lưu va chạm. Vốn là thứ gây tai họa bây giờ lại trở thành một phương pháp bảo vệ, giúp tăng thêm nội tình tự nhiên cho vùng biển này. Đây quả thật là thần lai chi bút. Đám người miếu minh thần đều thắng phục. Muốn làm được điều này, độ khó quá lớn. Bố trí tiên trận thì không nói, nhưng dẫn hải lưu va chạm, cổ tiên thủy đạo cũng không có bản lĩnh này. Muốn suy giảm hải lưu va chạm một cách hoàn mỹ, cần phải suy luận và tính toán một cách cẩn thận. Khi hải lưu va chạm quay trở lại đảo Ngọc Giao, vi năng của nó đã suy yếu đến một trình độ nhất định. Nếu nhiều hơn một chút, ít hơn một chút, nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, sẽ không đạt được sự cân bằng hoàn hảo như bây giờ. Đại cục đã định, tiếp theo mời mọi người tu bổ tiên trận, đồng thời tu bổ sinh thái trên đảo, đừng quan tâm đến hải lưu va chạm bên ngoài. Phương Nguyên cười nói hắn khá hài lòng đối với kết quả này. Nếu tương lai có hải lưu va chạm xuất hiện, hải lưu va chạm vào hải đảo, dưới tác dụng của tiên trận, nó sẽ bị hải lưu bảo vệ chung quanh chiếm đoạt. Phương Nguyên lưu lại ý chí và rất nhiều tiên nguyên trong tiên trận. Chỉ cần những thứ này không thiếu, năm hòn đảo sẽ vô cùng an toàn. Hải lưu va chạm giống như mảnh hổ đói khác, nhưng dưới bố cục của Phương Nguyên, nó lại biến thành mèo nhà bảo vệ cho chuỗi năm đảo. Khi Phương Nguyên làm được điều này, đại cục đã định sau đó là một số công việc kết thúc những công việc này không khó nhưng lại phức tạp tốn rất nhiều thời gian và tinh lực phương nguyên cũng cảm thấy chướng mắt thế là phương nguyên thương lượng với miếu minh thần để phong tướng và nữ tiên hoa điệp ở lại những người khác thì theo hắn trở về bạch quan lóe lên phương nguyên miếu minh thần và quỷ thất gia đã quay về đảo tiếp dẫn nhậm tu bình đang suy nghĩ nhiệm vụ trước bia công đức ông ta là cổ tiên nô đạo trong tay nô dịch rất nhiều hoang thú còn có một số hoang thú thượng cổ mỗi người một vẻ giúp cho thủ đoạn của ông ta trở nên rất phong phú nhưng nhậm tu bình vẫn cảm nhận được sự khó khăn của nhiệm vụ cỡ trung đám người phương nguyên xuất hiện bên cạnh ông ta khiến ông ta giật mình thầm nghĩ tại sao ba người này lại đồng thời xuất hiện là trùng hợp sao phương nguyên gật đầu mỉm cười với nhậm tu bình nhậm tu bình sửng sốt thái độ này của phương nguyên khiến ông ta nhất thời không biết làm sao phương nguyên đến bên cạnh ông ta văn tự trên mặt bia lại thay đổi hiện ra những nhiệm vụ cỡ lớn phương nguyên chỉ quét mắt một chút sau đó nhận một nhiệm vụ bên trong hắn chia sẻ nhiệm vụ này với miếu minh thần và quỷ thất gia sau một khắc bạch quang lóe lên ba người bọn họ bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ nhậm tu bình tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sắc mặt trầm xuống sở doanh nhận nhiệm vụ hoàn toàn khác với ta lại tăng thêm một cấp bậc lúc trước điểm công đức của hắn giảm xuống nhất định là nhận lấy một danh hiệu mới có thể nhận được nhiệm vụ cao hơn một cấp danh hiệu này rất có thể chính là đại hảo nhân danh hiệu hảo nhân có thể nhận được nhiệm vụ cỡ trung danh hiệu đại hảo nhân có thể nhận được nhiệm vụ cỡ lớn mối liên hệ đơn giản bên trong các cổ tiên rất dễ dàng từ trong cái tên của nó liên tưởng ra nhưng vấn đề nằm ở chỗ cho dù nghĩ ra được thì phải làm như thế nào đây? Nhiệm vụ cỡ trung đã khó như vậy, nhiệm vụ cỡ lớn tất nhiên khó càng thêm khó. Tâm trạng Nhậm Tu Bình u ám, còn nữa, vì sao hai người Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia lại đi cùng sở doanh? Chẳng lẽ bọn họ có thể nhận cùng một nhiệm vụ sao? Phát hiện này khiến tim Nhậm Tu Bình đập thình thịch. Nhiệm vụ cỡ trung rất khó, nhưng nếu có người giúp đỡ, độ khó này sẽ được giảm xuống. Mặc dù nhiều người hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc Điểm công đức sẽ chia nhỏ, nhưng chỉ cần khống chế thỏa đáng, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, thu hoạch ngược lại cũng tăng lên rất nhiều. Không phải Sở Doanh đang làm như thế chứ? Nhậm Tu Bình vô cùng không khéo, suy nghĩ một lát liền hiểu ra dụng ý của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không định che giấu. Trên thực tế, hắn cũng đang cố ý tiết lộ ra ngoài. Có thể tranh thủ nhóm người Miếu Minh thần, vì sao Nhậm Tu Bình lại không được chứ? Cừu hận trước đó Ha ha, cựu hận có thể so sánh với lợi ích trước mắt sao? Nhậm Tu Bình không phải tên điên, ông ta càng khôn khéo càng có khả năng hợp tác hơn. Về phần giữa Nhậm Tu Bình và Thẩm Gia nhất định đã có minh ước, nhưng không sao. Phần thưởng trên bia công đức có thể giải trừ trói buộc minh ước trên người của tiên. Điều này không cần Phương Nguyên nhắc nhở, tin rằng Nhậm Tu Bình cũng đã sớm thấy được. Nhiệm vụ cỡ lớn thứ hai, độ khó tất nhiên phải cao hơn nhiệm vụ cỡ trung nhiều, nhưng vẫn không làm khó được Phương Nguyên. Sau khi phí hết một phen tinh lực, Phương Nguyên mở ra cục diện, để lại Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia kết thúc. Khi hắn trở lại bia công đức, hắn chờ đợi một lát, nữ tiên hoa điệp và phong tướng cũng đã được truyền tống trở về. Bọn họ vừa về đến, nhiệm vụ cỡ lớn thứ nhất tuyên bố hoàn thành. Phương Nguyên thu được hơn 500 điểm công đức, còn đám người Miếu Minh Thần Điểm công đức cao thấp không đều, khoảng 80 điểm. Phương Nguyên nhìn số điểm công đức thay đổi trên bảng, tính toán một cái, tổng điểm công đức nhiệm vụ cỡ lớn là 973. Phương Nguyên và đám người Miếu Minh thần chia nhau hơn 900 điểm công đức. Phương Nguyên có tác dụng chủ yếu, cho nên lấy được nhiều điểm hơn, khoảng hơn 500 điểm, cũng không khác gì so với việc hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn. Nhưng thời gian và tinh lực sẽ giảm bớt rất nhiều nữ tiên hoa điệp và phong tướng liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Trong nhiệm vụ lần này, bọn họ chỉ giúp Phương Nguyên chống lại sóng biển, sau đó phụ trách mấy công việc dọn dẹp. Chỉ cần bỏ ra một ít tiên nguyên, thời gian và tinh lực là có thể thu được hơn 80 điểm công đức. Phong tướng nghĩ lại, khi y một mình hoàn thành nhiệm vụ đảo tổ ông, y đã phải bỏ ra một đàn ông, bao gồm hoang thú ông Hoàng Đà, cuối cùng điểm công đức nhận lại cũng chỉ hơn 80 mà thôi. Hai người bắt đầu so sánh, đương nhiên phối hợp với Phương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng lợi ích lại càng lớn hơn. Các ngươi đến chỗ Miếu Minh Thần, giúp hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Ta đề nghị trước chúng ta đồng thời lấy danh hiệu đoàn đội. Có danh hiệu đoàn đội này, chúng ta có thể liên lạc với nhau. Phương Nguyên đề nghị. Danh hiệu đoàn đội cũng không phải lấy không, cần 100 điểm công đức nhưng phong tướng và nữ tiên hoa điệp đều không do dự nghe theo lời đề nghị của phương nguyên đi nhận danh hiệu này phương nguyên lại chia sẻ nhiệm vụ thứ hai cho bọn họ phong tướng và nữ tiên hoa điệp được truyền tống ra ngoài tụ họp với miếu minh thần và quỷ thất gia sau đó phương nguyên nhận nhiệm vụ cỡ lớn thứ ba đi trước một bước khi đám người miếu minh thần hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trở lại đảo tiếp dẫn điểm công đức của bốn người đã tăng lên một khoảng Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia cũng tốn điểm công đức đổi lấy danh hiệu đoàn đội. Đến lúc này, bốn vị cổ tiên có thể tùy ý liên lạc với Phương Nguyên. Vừa lúc Phương Nguyên đã mở ra được cục diện bên kia, liền chia sẻ nhiệm vụ cho bốn người Miếu Minh Thần. Đám người Miếu Minh Thần dán tay vào mặt bia công đức, nhận nhiệm vụ Phương Nguyên chia sẻ cho bọn họ. Đám người Miếu Minh Thần được truyền tống đến bên cạnh Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ điểm cho bọn họ một lần, liền quay lại bia công đức tìm nhiệm vụ mới thế kim tu toàn lưu phái đã phát huy tác dụng trọn vẹn ở chỗ này. rất nhiều nhiệm vụ ngay cả thẩm tòng thanh cũng khó mà hoàn thành, nhưng trong mắt phương nguyên, đa số nhiệm vụ đều có hướng giải quyết. điều mà hắn muốn làm là sàng lọc những nhiệm vụ này, hoàn thành những nhiệm vụ có lợi ích cao nhất. có đám người miếu minh thần phối hợp, phương nguyên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. còn đám người miếu minh thần cũng ôm chân phương nguyên, điểm công đức liên tục tăng lên. hai bên hợp tác hoàn toàn là hai bên cùng có lợi nhưng lại cực kỳ không tốt cho đám người thẩm tòng thanh nhậm tu bình những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm công đức của đám người miếu minh thần càng lúc càng tăng lên trên bảng vượt qua mình trở thành đội thứ nhất vừa tức vừa giận nhưng lại không thể làm gì được nhìn lại điểm công đức của phương nguyên hắn đã tích lũy được mấy ngàn có thể nói hắn đã bỏ xa chúng tiên phát hiện như vậy khiến chúng tiên đều không có nổi chút dục vọng đuổi theo Đổi tiên cổ cần đến hơn một vạn điểm công đức, nhưng đối với sở doanh mà nói, đã không còn xa. Rất nhiều người nhìn thấy điều này, tâm trạng phức tạp. Bên trong sự hụt hẫn lại mang theo sự hâm mộ. Đúng là kỳ lạ. Vì sao sở doanh lại có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau như thế? Hắn nhất định biết được rất nhiều huyền bí ở đây. Đáng tiếc là chúng ta không thể ra tay. Vận khí đám người miếu minh thần này đúng là cẩu thí, tại sao lại leo lên được sở doanh chứ? Chúng tiên ghen ghét vô cùng Thẩm Tòng Thanh thở dài một tiếng Số lần thở dài của ông ta trong 10 ngày gần đây còn nhiều hơn mấy năm cộng lại Vị trí của ông trên bảng công đức chướng mắt vô cùng Vị trí của ông ta còn thấp hơn cả nữ tiên hoa điệp và phong tướng Ông ta đường đường là một cổ tiên bác chuyển Nhưng lại kém xa hai vị cổ tiên lục chuyển Điều này bảo ông còn mặt mũi nào mà tồn tại Làm sao chịu nổi chứ nếu có thể nhận được nhiệm vụ cỡ lớn, thực lực bác chuyển của ta mới có thể phát huy đầy đủ. Đến lúc đó, điểm công đức thu được nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng làm sao có thể để người khác cùng nhận nhiệm vụ với ta chứ? Danh hiệu đại hảo nhân có thể nghĩ đến, nhưng danh hiệu chia sẻ nhiệm vụ là gì? Điều này cần phải thử. Mà thử thì phải cần thảo nghiệm vận khí của đám người thẩm Tòng Thanh, còn phải tiêu hao điểm công đức của bọn họ chuyện này đối với tình huống hỏng bét của bọn họ không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cổ tiên thẩm gia cống hiến điểm công đức thì được nhưng nhậm tu bình và đồng họa thì sao ta làm như vậy có khi nào đẩy hai người bọn họ về phía sở doanh hay không trong lòng thẩm tòng thanh có chút cố kỵ ông ta biết lực ảnh hưởng của mình đang trượt dài khi biết minh ước trên người cổ tiên cũng có thể được phần thưởng trên bia công đức tiêu trừ thẩm tòng thanh đối với mối quan hệ với nhậm tu bình lại càng thêm thận trọng hình thức hợp tác giữa phương nguyên và đám người miếu minh thần rõ ràng đã tiến hơn một bậc thẩm tòng thanh rất muốn bắt chước theo cho nên ông ta muốn đoàn kết nhậm tu bình và đồng họa giữ bọn họ lại thẩm gia thẩm tòng thanh hơi hối hận trước đó không nên cưỡng bức đám người miếu minh thần bắt bọn họ tiêu hao điểm công đức để đổi lấy phần thưởng hành động này đã khiến cho nội bộ cổ tiên lục đục hành động tưởng chừng như sáng suốt khi đó bây giờ xem ra lại thất sách cực kỳ nhưng điều này cũng không thể trách thẩm tòng thanh dù sao ông ta hoàn toàn không biết gì về bia công đức khi ông ta đưa ra quyết định như vậy trong tình huống lúc đó không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác chủng loại nhiệm vụ trên bia công đức phong phú vô cùng nhiệm vụ cỡ trung bắt đầu trở nên khó khăn nếu có lưu phái ứng đối độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm đi rất nhiều cho nên nắm giữ càng nhiều lưu phái, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng có lợi. Phương Nguyên đã đoàn kết đám người miếu minh thần bên cạnh, thẩm tòng thanh ăn thua một bàn, lập tức thông minh hơn, bắt đầu lung lạc nhậm tu bình và đồng họa. Hy vọng bác chuyển của ông ta vẫn còn đó. Minh ước trên người nhậm tu bình vẫn còn chưa được tiêu trừ. Quan trọng hơn, nhậm tu bình đã kết thù với miếu minh thần, sở doanh. Đủ loại nhân tố dẫn đến nhậm tu bình, đồng họa vẫn súng lại bên cạnh thẩm gia. Khi Phương Nguyên đến trước bia công đức lần nữa, một nhiệm vụ cỡ lớn bỗng nhiên xuất hiện, thần trí Ma Tiên bị cầm tù trong Hối Khốc Hải đã trở nên mơ hồ, hãy phối hợp với đại trận diệt trừ nó. Xuất hiện Hối Khốc Hải rồi sao? Phương Nguyên hơi ngạc nhiên, không chút do dự nhận nhiệm vụ này. Lúc này, nhiệm vụ có liên quan đến Thánh Thành giao nhân đã xuất hiện 4 lần, nhưng tuyển chọn Thánh nữ giao nhân vẫn còn chưa bắt đầu. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, ảnh hưởng của hắn đã thay đổi nhiệm vụ trên bia công đức rất nhiều. Dựa vào nhiệm vụ này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể thu lấy cổ hối hận sớm hơn. Đây là một đại sự rất tốt. Hắn lấy được cổ hối hận, nhất định có thể thăng luyện tiên cổ trên diện rộng, tiến độ còn nhanh hơn so với kiếp trước. Ác phong đầy trời, sóng cả mãnh liệt. Nơi này chính là hải vực hối khốc hải, còn Phương Nguyên và đám người miếu minh thần đã xâm nhập nơi này từ lâu. Ta hối hận, ta không nên giết chết nhiều người như vậy ta hối hận lắm ta không đi nên đi tìm sức mạnh nếu ta có thể ở lại bên cạnh phụ mẫu tận hiếu cho hai người thì tốt biết bao ta sám hối ta lừa gạt tất cả mọi người che giấu tiên cổ ta khiến cho người bạn tin tưởng ta nhất cổng nồi còn ta thì đạt được chỗ tốt từng tiếng thúc thiếp giống như sát chiêu tiên đạo chui vào trong tay chúng tiên quấy nhiễu nỗi lòng bọn họ nơi này là nơi trung tâm nhất của hối khốc hải. Đám người miếu minh thần dừng lại trên không trung, nhìn Phương Nguyên đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù bọn họ không có nội tình trận đạo, bọn họ cũng điều tra được cự trận rộng lớn dưới đáy biển. Đây rõ ràng là thủ bút của cự dương tiên tôn, khiến đám người miếu minh thần nhìn xem cũng cảm thấy bản nhân nhỏ bé. Kiếp trước Phương Nguyên cũng giống như vậy. Hắn từng cảm thán đại trận này mênh mông như tinh không? Hắn muốn tìm hiểu được ảo diệu của đại trận, không mất mấy chục năm là không được. Nhưng bây giờ, thời gian đã giảm bớt rất nhiều. Cần khoảng 8 năm, ta có thể toàn lực lĩnh hội được đại trận này như lòng bàn tay. Phương Nguyên thầm nghĩ. Tạo thành tiến bộ này không phải cái nào khác mà chính là cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên. Kiếp trước, cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên còn chưa đạt đến cấp công sư, còn đại trận này vừa lúc lấy thổ đạo làm tiên trận cổ hối hận không hề có chút động tĩnh nào. Phương Nguyên nhìn chầm chầm một nơi nào đó dưới đáy biển. Tình huống không được tốt lắm nhưng Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều. Vì lưu lại cõi yên vui thương lam long kình, Phương Nguyên đã sớm phá hủy đảo Thạch Liên. Không có đảo Thạch Liên, thủ đoạn của tôn giả bên trên cổ hối hận sẽ không có mục đích, vậy làm thế nào để phát động? Dựa theo ký ức Phương Nguyên có được trên đảo Thạch Liên, nhạc thổ tiên tôn đã từng tiến lên đảo Thạch Liên mượn cổ hối hận tuy trên đảo thạch liên có ý chí của hồng liên ma tôn cũng có thủ đoạn của hồng liên ma tôn nhưng làm sao có thể so với một vị tôn giả sống sờ sờ ý chí hồng liên ma tôn thỏa hiệp nhạc thổ tiên tôn thành công mượn cổ hối hận còn muốn cướp đoạt người thừa kế của hồng liên ma tôn mà người thừa kế này chính là phương nguyên kiếp trước phương nguyên lựa chọn đảo thạch liên nhưng kiếp này hắn đã lấy tất cả mọi thứ trên đảo hắn chạy đến cõi yên vui thương lam long kình chính là muốn thừa kế chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Kiếp trước, cổ hối hận bay thẳng ra mang ta đi. Kiếp này nó không hề có động tĩnh, xem ra cần ta phải đích thân ra tay rồi. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Thủ đoạn tôn giả tuyệt diệu. Kiếp trước, Phương Nguyên được đưa thẳng đến đảo Thạch Liên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cổ hối hận không phát động, trên thực tế là điều mà Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Tìm hiểu kỹ càng mấy canh giờ, Phương Nguyên Thu lại suy nghĩ tản mạn. Hắn im lặng thêm một lát, sau đó quay sang nói với đám người miếu minh thần, muốn diệt trừ ma tiên ở đây, nhất định phải dựa vào đại trận. Nhưng mặc dù uy lực đại trận nhạc thổ tiên tôn bố trí năm đó rất tuyệt luân, nhưng chỉ trấn áp phong ấn, không hề có công năng sát phạt. Ý của ta là, bố trí phụ trận bên ngoài, sau đó phát động phụ trận, thẩm thấu vào đại trận bên trong, từ đó giết chết ma tiên. Đối với suy nghĩ này, Đám người Miếu Minh Thần đều gật đầu. Bọn họ hoàn toàn đồng ý. Muốn phá giải đại trận, thả ma tiên ra, tất nhiên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngẫm lại, vị ma tiên thần bí này là nhân vật cùng thời đại với Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhạc Thổ Tiên Tôn thọ tận mất đi, còn vị ma tiên này vẫn còn sống như cũ. Nếu bàn về tuổi thọ, người này phải hơn 10 vạn năm. Ai có thể sống được hơn 10 vạn năm chứ? nguyên thủy tiên tôn tuổi thọ dài nhất cũng chỉ hai vạn năm ngàn tuổi mà thôi sống còn lâu hơn tôn giả chỉ nội điểm này thôi vị ma tiên này đã đáng sợ đến cỡ nào các vị không cần đánh giá quá cao ma tiên trong đại trận phương nguyên mỉm cười bản thân đại trận này ngoại trừ phong ấn còn có pháp môn duyên thọ khiến cho vị ma tiên chìm vào giấc ngủ say tuổi thọ được kéo dài vì thế mới sống lâu như thế sắc mặt đám người miếu minh thần lập tức hòa hoãn hơn nhạc thổ tiên tôn lòng dạ từ bi, không chỉ không giết chết người này, sau khi trấn áp, còn đặc biệt quan tâm đến duyên thọ của ông ta. Chẳng lẽ nhạc thổ tiên tôn cũng nắm giữ pháp môn duyên thọ giống như thiên đình sao? Dựa theo pháp môn duyên thọ ngũ say của thiên đình, đừng nói là 10 vạn năm, ngay cả trăm vạn năm cũng được. Hai, thủ đoạn của tôn giả, chúng ta sao có thể ước đoán? Phương Nguyên nhìn miếu minh thần, nói, khi ta bố trí phụ trận, cần một vị cổ tiên trấn áp trận nhãn khi phụ trận phát động, cổ tiên càng nhiều, trận nhãn càng nhiều, uy năng phụ trận sẽ càng lớn. Theo kế hoạch của ta, ít nhất cần 8 vị cổ tiên trấn áp trận nhãn. Đám người miếu minh thần ngừng cảm thán. Cộng thêm phương nguyên, ở đây chẳng qua chỉ có 5 vị cổ tiên mà thôi. Phương Nguyên nói như vậy chính là muốn mời người. Điều này hơi vi diệu. Bởi vì cho dù có cộng thêm tăng lạc tử, thổ đầu đà, cũng còn thiếu một người. Những cổ tiên khác, ngoại trừ thẩm gia, chính là nhậm tu bình và đồng họa. Những người này rõ ràng không hợp với miếu minh thần. Thẩm gia thì lớn áp bọn họ, nhậm tu bình là kẻ thù sống còn, còn đồng họa thì chính là phản đồ. Nên mời ai đây? Quỷ thất gia, phong tướng và nữ tiên hoa điệp đều cảm thấy khó xử. Miếu minh thần lại cười một tiếng, biểu hiện thành khẩn đáp lại, sở huynh, trước mắt quan trọng nhất là cơ duyên của chân truyền nhạc thổ tiên tôn. Cơ duyên khó có được, nhất định phải nắm chặt kỳ ngộ nghìn năm một thuở này. Chúng ta có cừu hận nào mà không thể tạm thời buông xuống. Có nợ gì thì đợi ra ngoài rồi tính. Theo ta thấy, Tằng lạc tử, thổ đầu đà có thể mời. Nhậm tu bình, đồng họa cũng có thể mời. Nếu cổ tiên thẩm gia cũng có thể đến, như vậy lại càng đảm bảo hơn. Nói xong, miếu minh thần lại kèm theo một câu, đương nhiên, tất cả do sở huynh làm chủ. Sắc mặt ba người còn lại đều thay đổi có người muốn nói gì đó nhưng miếu minh thần đã nói như vậy cuối cùng cũng không thể nói gì phương nguyên mỉm cười miếu minh thần không hổ danh là miếu minh thần phương nguyên ôn hòa nói miếu huynh hiểu rõ đại nghĩa lòng dạ rộng lớn khiến cho ta phải bội phục vậy thì làm như vậy đi ta sẽ bày một số phụ trận trước mời bốn người trấn thủ bốn trận nhãn thôi động phụ trận không ngừng thẩm thấu vào đại trận dưới đáy biển sau đó ta sẽ mời cổ tiên khác gia nhập vào Miếu Minh Thần lại nói Ta và Tàng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà có tình nghĩa cũ Có thể gọi bọn họ, giúp bọn họ đưa ra quyết định chính xác Phương Nguyên gật đầu, như vậy thì không còn gì tốt hơn Cuối cùng, Phương Nguyên có được mấy con phàm cổ tính đạo từ chỗ Miếu Minh Thần Miếu Minh Thần không chỉ để lại thư cho Thổ Đầu Đà, Tàng Lạc Tử Mà ngay cả cừu địch nhậm tu bình, đồng họa và thẩm gia cũng có thư mời bọn họ trợ giúp phương nguyên nội dung trong thư phương nguyên cũng đã đọc qua mấy lần cũng không có gì kỳ lạ trong thư miếu minh thần biểu đạt thành ý hợp tác tạm thời bỏ qua cừu hận đồng thời còn lấy lòng phương nguyên khuyên mọi người triển khai hợp tác với hắn phương nguyên không khỏi nhìn miếu minh thần với ánh mắt cao hơn trên thực tế thư của miếu minh thần chỉ là dệt hoa trên gấm có gửi thư hay không cũng không có gì thay đổi Bản thân Phương Nguyên có niềm tin rất lớn có thể thành công mời được nhiều nhân thủ. Cho dù Miếu Minh Thần phản đối, Phương Nguyên cũng sẽ mời các cổ tiên khác. Miếu Minh Thần rõ ràng biết bản thân không phải là không thể thay thế, cũng vì lợi ích của việc hợp tác, liền lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Nếu không phải nhân kiệt, ai có thể làm được chứ? Quá trình mời Tàng Lạc Tử và Thổ Đầu Đà vô cùng thuận lợi. Phương Nguyên chỉ nói một câu, bọn họ còn không kịp chờ đợi mà gia nhập ngay thậm chí còn mang theo sự kích động dù sao phương nguyên dìu dắt đám người miếu minh thần gia tăng điểm công đức ngay cả thẩm tòng thanh cũng phải nằm dưới chúng tiên đều nhìn thấy phương nguyên lại mời đồng họa đồng họa hơi do dự biểu hiện cần phải cân nhắc một chút phương nguyên lại mời nhậm tu bình nhậm tu bình không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay tốc độ còn nhanh hơn cả thổ đầu đà và tằng lạc tử nhậm tu bình còn mang đến cho phương nguyên một tin tức ngoài ý muốn cổ tiên thẩm gia cũng muốn tham gia vào thủ lĩnh cổ tiên thẩm gia chính là bác chuyển thẩm tòng thanh không có sự đồng ý của ông ta các cổ tiên thẩm gia khác không có gan đầu nhập vào phương nguyên thế là phương nguyên rất nhanh chạm mặt thẩm tòng thanh sở doanh tiên hữu lần này thái độ của thẩm tòng thanh rất khẩn thiết đối đãi với sở doanh tu vi thất chuyển ngang hàng với bác chuyển sở dĩ ta đến đây là vì nhận được tin của thiên đình cách đây không lâu long công và khí hải lão tổ đấu với nhau tin rằng sở doanh tiên hữu cũng nghe thấy trong trận này thẩm mổ đã bắt phương chính thiên đình vì muốn chuộc y về đã nói cho thẩm mổ biết một tin tức quan trọng thì ra trong cõi yên vui thương lam long tình có một con tiên cổ bác chuyển là ứng thanh trùng có tác dụng rất lớn đối với thẩm tòng thanh ta thậm chí là toàn bộ thẩm gia thẩm mổ cực khổ nhiều năm cũng không tìm được thẩm gia nguyện hợp tác với sở doanh tiên hữu. Nếu trong phần thưởng mà tiên hữu có thể nhận được có con cổ này, xin hãy dơ cao đánh khẽ. Nếu gặp được nó khi thực hiện nhiệm vụ, thẩm gia ta muốn hợp tác với tiên hữu bắt lấy nó, thẩm gia sẽ có hậu tạ. Phương Nguyên hơi biến sắc, ứng thanh trùng. Con cổ trùng này nằm trong 10 vị trí đầu tiên trong bản kỳ cổ. Khi thôi phát, phàm là người nào nghe được âm thanh của nó, chỉ cần đáp lại một tiếng sẽ biến thành nô bột ứng thanh trùng bát chuyển có thể nô dịch cổ tiên bát chuyển trọng bảo như vậy quý tộc có cầu cũng không được nếu quý tộc muốn hợp tác với ta có thể xuất ra thành ý gì chứ trong cõi yên vui thương lam long kình chúng ta không thể ký kết được minh ước thẩm tòng thanh cười nói sở doanh tiên hữu thẩm mổ đã sớm chuẩn bị lần này hợp tác ta dùng toàn bộ danh dự của thẩm gia ta ngươi cũng có thể dùng cổ trùng ghi lại toàn bộ quá trình những thứ này chỉ là một phần nhỏ thẩm gia ta thể hiện thành ý xin sở doanh tiên hữu vui lòng nhận cho nói xong thẩm tòng thanh lấy ra một phần tiên tài khổng lồ giao cho phương nguyên giá trị tiên tài này rất cao cho dù là phương nguyên cũng không khỏi đánh bột trong lòng một cái cổ hối hận đang ở trước mắt thăng luyện tiên cổ đại quy mô lại còn thiếu rất nhiều tiên tài phần tiên tài này đến từ thẩm tòng thanh vừa lúc bù đắp lỗ hổng là nhu cầu cấp bách mà phương nguyên đang rất cần Phương Nguyên gật đầu, nhận lấy phần tiên tài này. Thẩm Tòng Thanh lại nói, nghe nói trong nhiệm vụ mà sở doanh tiên hữu đã nhận có một cổ trận siêu cấp do chính tay nhạc thổ tiên tôn bố trí. Thẩm Mổ rất muốn đi theo. Có lẽ tiên cổ ứng thanh trùng cũng ở đó. Cho dù không có, cổ tiên thẩm gia cùng nhau xuất lực, cũng có thể tận chút sức mọn giúp sở doanh tiên hữu hoàn thành nhiệm vụ này. Phương Nguyên im lặng một lát rồi gật đầu, có thẩm tòng thanh đại nhân đích thân ra tay tương trợ, đây thật sự là vinh hạnh của tại hạ hải vực hối khóc hải quần tiên tập trung bốn người miếu minh thần chiếm lấy một phụ trận không ngừng thôi động sức mạnh đại trận liên tục thẩm thấu vào bên trong đại trận dưới đáy biển phương nguyên tiếp tục bố trí tiên trận khí tức hắn bừng bừng vẫn là cấp độ thất chuyển như cũ toàn thân bao phủ một vần sáng màu xanh nhạt hai mắt tràn ngập lam mang như biển như điện vung tay lên rất nhiều phàm cổ giống như mũi Mênh mông một mảnh bay đến giữa không trung, rất nhanh hình thành một hình thức ban đầu của phụ trận. Sau đó, Phương Nguyên dùng tiên tài, sử dụng sát chiêu, làm phong phú thêm hình thức ban đầu của phụ trận. Đám người nhậm tu bình mới gia nhập, ánh mắt sáng trực, chăm chú nhìn Phương Nguyên, nhìn hắn bày trận, tất cả đều im lặng. Biểu hiện trên mặt các cổ tiên đều rất phức tạp, ngay cả thẩm Tòng Thanh cũng giống như vậy. Có thể lợi dụng tiên tài để bày trận, đây chính là Tông Sư Trận Đạo. Sở Doanh tu hành biến hóa đạo, không nghĩ đến còn có tạo nghệ trận đạo. Đúng là cực kỳ khó có được. Hắn kim tu như thế nào vậy? Chỉ sợ hắn đã tìm ra được phương pháp kim tu biến hóa đạo và trận đạo. Ví dụ như Lôi Quỷ Chân Quân của Thiên Đình kim tu Hồng Đạo, Lôi Đạo. Cửu Linh Tiên Cô kim tu biến hóa đạo, Nô Đạo vậy. Cũng không chỉ cảnh giới tông sư trận đạo đơn giản như vậy, thủ pháp bày trận của Sở Doanh rất thành thạo càng đáng sợ hơn chính là hắn không thiếu sát chiêu trận đạo tiên cấp hiệu suất bày trận thật sự rất hiếm thấy chúng tiên càng nhìn càng giật mình phương nguyên để lộ tạo nghệ trận đạo càng khiến bọn họ chấn động trong lòng có thủ đoạn như thế rất nhiều nhiệm vụ trên bia công đức hắn đều có thể ứng phó được nhiệm vụ trên bia công đức chủ yếu là chỉnh lý sơn hà hài hòa sinh thái đối với sở doanh mà nói thì quá có lợi rồi khó trách hắn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như thế cổ tiên trận đạo bình thường muốn bố trí tiên trận nhất định phải sử dụng tiên cổ nhưng sở doanh là tông sư trận đạo chỉ cần bỏ ra tiên tài là được chất biến này đúng là đáng sợ các cổ tiên nhìn thấy không khỏi vừa đố kỵ vừa ghen ghét nhưng đồng thời cũng âm thầm hâm mộ đám người miếu minh thần bọn họ bám chân phương nguyên đúng là bám được một cái chân thật lớn nhậm tu bình bắt đầu cân nhắc cẩn thận phải chăng sau khi nhiệm vụ này được hoàn thành ông ta nên vứt bỏ thẩm gia mà dựa vào phương nguyên hay không đến tận bây giờ phương nguyên vẫn rất độ lượng trước đó nhậm tu bình kết thù với hắn hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu nhậm tu bình lo lắng chính là bên cạnh phương nguyên đã có nhóm người miếu minh thần ngay cả thổ đầu đà tằng lạc tử cũng có quan hệ với phương nguyên tốt hơn ông ta nhiều đối với sở doanh mà nói hắn hoàn toàn có thể hợp tác với người thuận mắt cần chi phải liên thủ với người kết thù với hắn như ta chứ. Nhưng trong lòng nhậm tu bình lại khẽ động, mặc dù có cảnh giới tông sư trận đạo, sở doanh có thể sử dụng tiên tài để bày trận. Cho nên, công cùng lớn nhất của hắn chính là tiên tài. Nếu tiên tài bị thiếu, ta có thể lợi dụng điểm này, chủ động cống hiến tiên tài, triển khai hợp tác mật thiết với hắn. Nhậm tu bình quyết định bỏ qua một số lợi ích bản thân. Cũng chỉ có như vậy, ông ta mới có thể đã động được phương nguyên, khiến hắn hợp tác với ông ta trận đã bày xong mời nhậm tu bình tiên hữu tọa trấn phương nguyên lên tiếng phương nguyên đã bố trí xong một trận mặc dù phụ trận này và một số phụ trận trước đó được dựng ở không trung nhưng một khi dựng xong nó sẽ rơi xuống biển một đoạn được thôi được thôi nhậm tu bình cười ha hả bay thấp xuống cũng không kiểm tra phụ trận mà trực tiếp vào trận ngay nhậm tu bình không có tạo nghệ trận đạo cho dù phương nguyên bày trận trước mặt ông ta ông ta cũng không nhìn ra được huyền bí của phụ trận nhưng ông ta tin vào thủ đoạn của nhạc thổ tiên tôn không sợ phương nguyên tính toán ông ta nhạc thổ tiên tôn cấm cổ tiên công kích lẫn nhau mà phải gia tăng trình độ tin tưởng lẫn nhau phương nguyên tiếp tục bày trận một hai ba từng vị cổ tiên vào trận sức mạnh phụ trận càng lúc càng mạnh sắc mặt nhậm tu bình lại khó coi Tiên tài trong tay Phương Nguyên đúng là tầng tầng lớp lớp. Trong khoảng thời gian này, ông ta nhìn thấy bá đồng, nhìn thấy địa cực thiên cương, còn có thanh ngọc phong lưu, ô thanh mặt thạch, thiên tường ngọc. Tài sản Phương Nguyên phong phú khiến quần tiên phải im lặng. Nhậm tu bình lại càng hít một hơi khí lạnh. Thân gia của đối phương như vậy, ông ta làm sao mà so sánh được? Càng làm cho nhậm tu bình có chút thất vọng chính là thái độ của Phương Nguyên hắn bỏ ra rất nhiều tiên tài để bày trận nhưng mắt cũng không thèm nháy gọn gàng linh hoạt hoàn toàn không thèm để chúng vào mắt mặc dù phương nguyên thiếu rất nhiều tiên tài nhưng đó là dùng để thăng luyện tiên cổ tiên tài dùng để bày trận ở đây chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng của phương nguyên cho dù dựng thêm trăm tòa phụ trận như thế này phương nguyên hoàn toàn có thể gánh nổi cho nên biểu hiện của phương nguyên trong mắt nhậm tu bình chính là tài đại khí thô tốn không ít thời gian và tinh lực phụ trận rốt cuộc cũng đã được bố trí thỏa đáng đám người thẩm tòng thanh cũng đã vào trận những phụ trận này được phân bố bốn phía đại trận dưới đáy biển nhìn từ trên cao xuống giống như khổng tức xòe đuôi mỗi một phụ trận giống như một cộng lông của khổng tước bọn chúng phun ra sức mạnh tập trung lại chui vào đại trận dưới đáy biển phụ trận nhìn thì giống nhau nhưng trên thực tế đều khác xa nhau đây là phương nguyên căn cứ vào đặc điểm của từng cổ tiên mà tiến hành điều chỉnh, ví dụ như phụ trận của miếu minh thần trộn lẫn không ít tiên tài vũ đạo, càng có thể trợ giúp hắn ta phát huy. Phụ trận có nhậm tu bình còn có mấy vị trí còn trống, ông ta có thể để hoang thú tọa trận bên trong, phát huy đầy đủ năng khiếu nô đạo của mình. Ngoài ra, vị trí phụ trận cũng có nghiên cứu. Phương Nguyên sắp xếp nữ tiên hoa điệp, phong tướng có tu vi kém nhất ở bên ngoài còn thẩm tòng thanh thì phụ trách phụ trận gần đại trận dưới đáy biển nhất. Phương Nguyên cũng bố trí cho mình một phụ trận. Hắn tiến vào phụ trận. Phụ trận chính là cổ trận luyện đạo. Tác dụng duy nhất chính là tăng phúc uy năng sát chiêu luyện đạo cho Phương Nguyên. Bên trong phụ trận, Phương Nguyên thúc giục sát chiêu luyện trận vũ. Nhất thời, mưa phùng tung bay trên mặt biển tí tách. Vô số giọt mưa tiến vào đại trận dưới đáy biển. Sức mạnh luyện đạo bắt đầu vận chuyển, từng con cổ trùng được phương nguyên luyện hóa ban đầu đám người thẩm tòng thanh không cảm nhận được sự lợi hại của những giọt mưa này nhưng sau một lát bọn họ không khỏi trợn tròn mắt bởi vì trong khoảng thời gian im lặng phương nguyên bất tri bất giác đã luyện hóa được tầng ngoài cùng nhất của đại trận dưới đáy biển đây là sát chiêu gì thế ngay cả đại trận dưới đáy biển cũng có thể đánh hạ hình như là sát chiêu luyện đạo có người không dám tin Sát chiêu luyện đạo lợi hại như vậy, chẳng lẽ sở doanh còn kim tu luyện đạo? Có người bỗng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây cũng là tác dụng của phụ trận. Đám cổ tiên suy nghĩ thật lâu, vẫn vô thức tin rằng tất cả là nhờ uy năng của phụ trận. Nếu sở doanh còn có tạo nghệ khủng bố về luyện đạo như thế, có thể luyện hóa đại trận do nhạc thổ tiên tôn bố trí, đây chẳng phải là tam hệ đồng tu sao. Điều này khiến cho cổ tiên tinh anh chủ tu một đạo như miếu minh thần, nhậm tu bình làm sao mà chịu nổi cho dù là tác dụng của phụ trận cũng làm cho bọn họ chấn động không thôi đồng tử thẩm tòng thanh hơi co lại so với uy năng phụ trận ông càng kinh ngạc với giả tâm của phương nguyên hơn ông đã nhìn ra phụ trận mà bọn họ chủ trì giống như những cây gậy sắt còn đại trận dưới đáy biển giống như những tấm ván gỗ sức mạnh phụ trận thẩm thấu vào đại trận dưới đáy biển giống như côn sắt này từng tấm ván gỗ lên Phụ trận mà Phương Nguyên điều khiển mới là sức mạnh hạch tâm nhất. Nó có thể thuận theo khe hở của tấm ván gỗ bị nảy lên, sau đó thu những tấm ván gỗ về cho mình. Tạo nghệ trận đạo còn có giả tâm này. Hắn muốn bỏ cả đại trận vào trong túi sao? Sở Doanh thẩm tòng thanh nghiêm túc lại. Ông âm thầm khắc sâu cái tên này vào trong lòng. Sát chiêu luyện trận vũ cũng không phải lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng. Chiêu này lấy tiên cổ thủy luyện bát chuyển làm hạch tâm. Phương Nguyên khai thác rất nhiều cổ trùng phụ trợ, che lấp khí tức bát chuyển, ngụy trang thành thất chuyển. Sau khi trùng sinh, hắn chiếm đoạt phái Lan gia, thu hoạch được con tiên cổ bát chuyển thủy luyện, khai sáng ra chiêu này. Về sau hắn trở lại Nam Cương, dùng sát chiêu này luyện hóa đại trận do trì khúc do bố trí, bắt rất nhiều cổ tiên trong trận. Lần này Phương Nguyên lại dùng, cũng là khí tức thất chuyển, trải qua phụ trận yểm hộ, thẩm tòng thanh cũng không thể nhìn ra được nội tình bát chuyển bên trong quy năng sát chiêu bát chuyển tất nhiên không tầm thường đại trận đáy biển bị phương nguyên luyện hóa dần dần phương nguyên luyện hóa càng nhiều khống chế đại trận lại càng sâu lại còn có nhiều phụ trận hiệp trợ nhất thời xuôi gió xuôi nước tiến triển nhanh chóng nhưng sau khi hắn luyện hóa được ba thành đại trận hiệu quả sát chiêu luyện trận vũ bỗng nhiên giảm xuống tiến triển bắt đầu chậm lại luyện trận vũ chỉ là sát chiêu mà thôi hiệu dụng chân chính còn phải dựa vào trình độ lý giải của ta đối với đại trận dưới đáy biển phương nguyên sớm có đoán trước nhưng hắn có đủ kiên nhẫn hắn quyết định tốn thời gian ở đây vì cổ hối hận vì những tiên cổ khác trong đại trận chút đầu tư đó hoàn toàn đáng giá ban đầu hắn hơi lo lắng những cổ tiên khác nhưng bây giờ ngay cả thẩm tòng thanh cũng được hắn mời đến phương nguyên hoàn toàn không sợ những cổ tiên khác thừa cơ vượt qua hắn Tốc độ luyện trận càng lúc càng chậm, rốt cuộc Phương Nguyên đã gặp phải một cửa ải khó khăn. Đây là một con tiên cổ thổ đạo thất chuyển, cơ thể bằng phẳng như cái mông tròn, toàn thân màu vàng nâu, có đầu có đuôi, còn có bốn cái chân giống như móc câu, mọc xung quanh cơ thể. Đây là cổ lãnh thổ. Cổ tiên trồng xuống bùn đất, có thể phát huy uy năng huyền diệu, thẩm thấu bùn đất, không ngừng khuếch tán bốn phía. Sau khi khuếch tán đến cực hạn thì ngừng lại tất cả mọi thứ bên trong phạm vi ngàn dặm sẽ bị cổ tiên khống chế phương nguyên nhận ra lai lịch con cổ này cổ lãnh thổ thật ra rất phổ biến nhất là ở nam cương trong rất nhiều sơn trại cho dù là người không am hiểu thổ đạo cũng sẽ trăm phương nghìn kế đạt được một cổ lãnh thổ tam chuyển hoặc tứ chuyển sơn trại sẽ trồng con cổ này dưới mặt đất do cổ sư quyền cao chức trọng phụ trách gia tăng trình độ khống chế lãnh địa của mình cổ lãnh thổ là một con cổ trùng thực dụng nhưng giá rất cao thường được các thế lực sử dụng cá nhân cổ sư cũng không cần con cổ này thì ra tiên cổ lãnh thổ được cất giữ bên trong thương lam long kình con cổ này cũng rất thực dụng đối với phương nguyên phương nguyên dùng nó kinh doanh tiên khiếu sẽ rất thuận tiện phương nguyên có thể thông qua tiên cổ lãnh thổ để điều chỉnh hình dáng mặt đất bên trong tiên khiếu cho dù không thực dụng phương nguyên đang nghe truyện trên tv audio cv cũng sẽ luyện hóa con tiên cổ thổ đạo này nó chính là một cửa ải kẹp lại không cho phương nguyên đi tới có chút phiền phức ta cần suy tính một chút các vị cứ tạm thời nghỉ ngơi đi phương nguyên lên tiếng cửa ải cổ lãnh thổ không chỉ kẹp phương nguyên mà còn kẹp những cổ tiên khác mặc kệ bọn họ thôi động phụ trận như thế nào sức mạnh phụ trận cũng không thẩm thấu nổi các cổ tiên bắt đầu nghỉ ngơi không quên trò chuyện với nhau rốt cuộc cũng gặp phải cửa ải khó khăn ta còn tưởng rằng sở doanh sẽ có thể luyện hóa được chứ. Nói đùa, đây chính là đại trận do chính tay nhạc thổ tiên tôn bố trí. Sở doanh hắn có tài đức gì mà có thể luyện hóa đại trận này? Nhưng nếu hắn luyện hóa không thành, chúng ta nên làm cái gì với nhiệm vụ này chứ? Đúng vậy, mặc dù sở doanh là tông sư trận đạo, nhưng suy tính thực tế lại là chuyện của trí đạo. Hắn có thể suy tính ra cái gì chứ? Tâm trạng của các cổ tiên rất phức tạp. Một mặt, phương nguyên gặp cửa ải khó khăn khiến bọn họ thở vào mặt khác phương nguyên bị làm khó lợi ích của bọn họ cũng bị hao tổn các cổ tiên muốn phương nguyên đột phá cửa ải khó khăn này nhưng thực chất bên trong lại không muốn nhìn thấy cảnh như vậy được rồi ta đã tính ra chúng ta tiếp tục thôi phương nguyên đột nhiên nói cái gì chúng tiên kinh ngạc hiệu suất này không khỏi quá nhanh đi phương nguyên bay ra khỏi phụ trận lơ lửng trên không trung, muốn vượt qua cửa ải này, phụ trận cần phải điều chỉnh lại một chút. Các vị đừng vội vã ra tay. Ngay sau đó, hắn điều động tâm niệm, tiên nguyên nhanh chóng tiêu hao. Phụ trận sang sát theo tâm ý của hắn bắt đầu chuyển đổi vị trí. Có phụ trận không ngừng lui lại, có phụ trận thì di chuyển từ sau ra trước, tiến sát đại trận dưới đáy biển. Cuối cùng, phụ trận của Miếu Minh Thần và phụ trận của Nhậm Tu Bình gián sát cùng một chỗ, hợp thành một thể. Phương Nguyên nói với hai người, tiếp theo lấy phụ trận hai vị làm chủ, những người khác phụ trợ. Miếu Minh Thần và Nhậm Tu Bình đều gật đầu, biểu hiện trên mặt phức tạp, không nghĩ đến có một ngày bọn họ lại liên thủ hợp tác. Phụ trận điều chỉnh hoàn tất, Phương Nguyên một lần nữa rơi vào phụ trận của mình. Hắn cũng không vội vã thôi động luyện trận vũ mà điều hành chư tiên trong phụ trận, dựa theo trình tự và phương thức của hắn, thôi phát phụ trận theo một quy luật nào đó. Sức mạnh phụ trận thay đổi, nó giống như từng lớp cắt miệng bị kẹt lại bên trong khe hở đại trận dưới đáy biển khiến cho tốc độ của nó trở nên chậm một chút chính sự thay đổi này đã tạo cơ hội cho phương nguyên phương nguyên tiếp tục thôi động luyện trận vũ một lát sau hắn đã thành công luyện hóa cổ lãnh thổ vượt qua cửa ải này chư tiên bỗng có cảm giác nhẹ nhõm sức mạnh phụ trận phát triển mạnh mẽ trắng trận tung hoành dưới đáy biển sau khi thẩm thấu liên tục sáu thành đại trận lúc này mới gặp phải vách tường im bặt mà dừng lại trong lòng đám người thẩm tòng thanh nhất lên con sóng lớn đúng là lợi hại không nghĩ đến sở doanh lại cao minh như thế hơn phân nửa đại trận dưới đáy biển đã rơi vào tay của hắn hắn thiết kế phụ trận ảo diệu phi phàm có thể tiến hành điều chỉnh đây không phải đại trận cố định mà là một loại biến trận biểu hiện của phương nguyên phá vỡ sự chờ mong của bọn họ khiến bọn họ khiếp sợ không thôi sau ba ngày hai đêm mấy con tiên cổ thổ đạo, rất nhiều phàm cổ bị phương nguyên luyện hóa. Đến lúc này, sáu thành đại trận đều nằm trong sự khống chế của phương nguyên. Nhưng còn lại bốn thành, lại là hạch tâm đại trận dưới đáy biển. Chỉ dựa vào phụ trận và ta, trong thời gian ngắn tuyệt không thể phá giải được. Phương Nguyên cũng tự có nhận biết. Hắn đến được chỗ này đã là cực hạn năng lực trước mắt của hắn. Dù sao, đại trận thổ đạo này là thủ bút của nhạc thổ tiên tôn mà cảnh giới thổ đạo của nhạc thổ tiên tôn lại là vô thượng đại tông sư phương nguyên thử điều khiển sáu thành đại trận đã được luyện hóa quấy nhiễu bốn thành hạch tâm còn lại phương nguyên dùng đại trận dưới đáy biển để đối phó chính nó phốc một lát sau phương nguyên bỗng phun ra một nguồn máu tươi hồn phách chấn động thật mạnh sắc mặt bỗng nhiên tái đi một số phụ trận bao gồm luôn của hắn trong khoảnh khắc vỡ vụn cổ tiên bên trong rơi xuống nước sau đó cùng nhau kinh hô gặp phải trình độ phản vệ không đồng nhất. Phương Nguyên mưu tính thất bại. Mặc dù hắn luyện hóa sáu thành đại trận, nhưng đối phó với hạch tâm còn lại, vậy mà không hề có chút tác dụng. Không hổ là thủ bút của nhạc thổ tiên tôn, bị luyện hóa hơn phân nửa vẫn duy trì được hạch tâm như cũ, không chút dao động. Trong lòng Phương Nguyên chấn động. Hắn thầm than một tiếng, cao giọng nói, chư vị tiên hữu, thành thật xin lỗi. Ta không nhìn ra được ảo diệu của đại trận, liên lụy các vị bị thương. Các cổ tiên bị thương đều lắc đầu, biểu thị không sao. Bọn họ nghĩ, sở danh có thể làm được đến mức như thế đã là không tầm thường, vượt qua kỳ vọng của bọn họ. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, suy nghĩ, bây giờ xem ra, cũng chỉ hủy đi đại trận mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn bắt đầu ra tay hủy đi đại trận. Bởi vì sáu thành đại trận đã bị hắn luyện hóa, cho nên việc hủy đi đại trận rất thuận lợi nhưng cũng không phải phá giải theo trình tự bình thường phương nguyên chỉ dỡ bỏ sáu thành đại trận vì thế trong quá trình này thỉnh thoảng có cổ trùng bởi vì trận pháp bị vỡ vụn mà bị hủy đi nhưng tiên cổ bên trong lại được phương nguyên bảo vệ rất tốt thuận lợi bỏ vào trong túi số lượng phàm cổ rất đông tổn hại một phần nhỏ cũng không đáng tiếc đám người miếu minh thần nhậm tu bình đều tập trung tinh thần trước đó bọn họ khống chế phụ trận cũng không phát hiện được tình hình cụ thể bên trong đại trận chỉ có được một cảm ứng mơ hồ bây giờ phương nguyên tiến hành hủy đi đại trận trước mặt bọn họ phương nguyên thu được cổ trùng nào đều bị bọn họ nhìn thấy nhiều cổ trùng như vậy sao ta nhìn thấy được rất nhiều phàm cổ thổ đạo bọn chúng được tạo ra trong thời kỳ nhạc thổ tiên tôn còn có tiên cổ ông trời ơi tám con tiên cổ rồi đa số những con tiên cổ này đều là thất chuyển lục chuyển rất ít tất cả đều bị sở doanh lấy hết đúng vậy chẳng chia cho chúng ta một chút nào các cổ tiên đều trơ mắt nhìn phương nguyên thu hoạch tiên cổ ánh mắt đờ đẫn có một số người thèm nhỏ giải đa số tiên cổ đều là tiên cổ thổ đạo không hợp bọn họ sử dụng nhưng tiên cổ là duy nhất tương lai có thể lấy ra dùng hai mắt thổ đầu đà tràn ngập tơ máu quả thật muốn phun lửa gã chính là cổ tiên thổ đạo nhìn những con tiên cổ thổ đạo bị phương nguyên cất vào trong tiên khiếu, gã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim nhảy lên mấy lần. Trong quá trình hủy đi đại trận, hầu kết cả nhấp nhô, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Gã hận không thể ra tay đoạt lấy. Chút lý trí còn sót lại nói cho gã biết, trực tiếp ra tay chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Ngay cả bác chuyển như thẩm tòng thanh mà còn không ra tay, huống chi gã. Cuối cùng, thổ đầu đà chỉ có thể thở dài một tiếng, nuốt cảm giác ước ao, ghen tị, còn có tiếc nuối, đáng tiếc, bao gồm luôn nước bọt vào trong bụng. Cả nhanh chóng suy nghĩ, muốn mưu cầu những con tiên cổ này. Cả cũng biết bản thân không phải không thể thiếu, nhưng về sau, mật thiết hợp tác với sở doanh, biểu thị giá trị của mình, quan hệ tốt với sở doanh, như vậy mới có thể tiến hành giao dịch những con tiên cổ này với sở doanh được. Điều duy nhất khiến cho gã cả cảm thấy vui mừng chính là sở doanh kim tu biến hóa đạo, trận đạo mà không phải thổ đạo cho nên khả năng sở doanh đồng ý bán những con tiên cổ này ra là rất lớn đáng thương cho thổ đầu đà không biết cảnh giới thổ đạo của phương nguyên đã cao đến tông sư còn muốn cao hơn cả gã phương nguyên hủy đi đại trận đầu tiên là được quần tiên chúc mừng chúc mừng chúc mừng sở doanh tiên hữu lần này rất đáng giá mặc dù bỏ ra rất nhiều tiên tài nhưng thu hoạch lại rất nhiều tiên cổ Đúng là kiếm lợi lớn. Không dối gạt tiên hữu, nước miếng của ta sắp chảy xuống rồi. Thủ đoạn tiên hữu trác tuyệt, tại hạ cũng chỉ có thể bội phục vạn phần. Sở danh tiên hữu, tại hạ thổ đầu đã cảm thấy hứng thú với số tiên cổ thổ đạo trong tay tiên hữu. Sau này, nếu ngươi muốn bán hoặc đổi, xin cho ta biết một tiếng. Mong ngươi hãy tin tưởng thành ý của ta. Phương Nguyên cảm ơn từng người, tâm trạng vô cùng bình tĩnh tiên cổ trong tay hắn nhiều lắm nói ra có thể hù chết một nhóm người bây giờ thu hoạch những con tiên cổ này còn không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn trong dòng sông thời gian trước đó hắn đánh bại thiên đình mặc dù hao tổn một đảo thạch liên nhưng thu hoạch lại rất nhiều hắn hủy đi sáu tiên cổ ốc của thiên đình mặc dù có không ít tiên cổ bị hủy trong chiến đấu nhưng vẫn còn lại không ít tiên cổ Ví dụ như tiên cổ hạch tâm trong đại trận trấn hà tỏa liên là cổ trấn, cổ tỏa cốt, hai con tiên cổ trụ đạo hạch tâm của sát na đài, tiên cổ hằng của thuyền hằng, tiên cổ tảo thu, trung thu, vãn thu của tam thu hoàng hạt đài, tiên cổ nhật tử, nguyệt tử của nhật nguyệt Quang. Những tiên cổ này đa số đều là thất chuyển, thậm chí còn có bát chuyển. Về phần sa lưu khiêu, mặc dù tiên cổ bị hủy hết, không còn một con lưu lại, nhưng phương thức tạo dựng nên nó rất đặc biệt là mảnh thú và tiên cổ ốc kết hợp lại. Khi Phương Nguyên quét dọn chiến trường, từ đủ loại manh mối đẩy ra được một nửa nội dung của Sa Lưu Kiêu. Điều này mang đến cho hắn linh cảm tương đối lớn. Trước mắt, phân thân trụ đạo của Phương Nguyên vẫn đang suy tính làm cách nào để dung hợp chiến trận thập nhị sinh tiêu vào trong vạn niên đấu phi xa. Hiện tại, bày trước mặt đám người Phương Nguyên chỉ còn lại bốn thành đại trận. Nếu dùng sát chiêu luyện trận vũ, hiệu quả sẽ cực kỳ nhỏ bé sức mạnh phụ trận thẩm thấu cũng không có chỗ xuống tay phương nguyên phí hết công sức cũng không hề có chút tiến triển hắn hoàn toàn nhìn ra được đại trận dưới đáy biển này giống như một cái xác rùa đen phòng ngự cực kỳ nghiêm mật chờ phân thân ngô soái phát lực để cảnh giới thổ đạo của ta tăng lên hay là trực tiếp cường công phương nguyên suy nghĩ quyết định tiết kiệm thời gian lựa chọn cường công dù sao cổ tiên bên cạnh nhiều như thế không dùng thì phí lúc này hắn nhờ các cổ tiên ra tay, cùng với hắn tiếp tục điều khiển phụ trận còn lại. Rầm rầm rầm. Đủ loại sát chiêu trực tiếp đánh vào đại trận dưới đáy biển, kích lên con sóng lớn. Đại trận vốn chỉ còn bốn thành, lúc này bị cổ tiên cường công, trong đó bao gồm luôn cả cổ tiên bác chuyển thẩm tòng thanh, vận chuyển bị ngăn lại, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Phương Nguyên vui mừng, thúc dùng phụ trận, thuận theo những sơ hở này thẩm thấu vào trong đại trận. Ta hối hận bỗng nhiên tiếng la khóc cao vút truyền đến lan khắp toàn trường ta đang làm cái gì ta không nên công kích đại trận ta hối hận quá tại sao ta lại nghe theo sở doanh ta không nên đến cõi yên vui thương lam long kình bây giờ bị vây ở đây biết vậy chẳng làm quần tiên dừng tay khí thế đấu chí sụt giảm do bị ảnh hưởng của cổ hối hận chỉ có phương nguyên là bất động thanh sắc tinh mang bùng lên trong mắt hắn Ma tiên trong đại trận đã truyền uy năng của cổ hối hận ra ngoài, làm giảm ảnh hưởng của bản thân. Ông ta muốn thoát khốn. ầm ầm ầm. Từng tiếng vang truyền đến từ bên trong đại trận dưới đáy biển. Đại trận vốn có sơ hở, lúc này những chỗ sơ hở bỗng nhiên mở rộng, tạo thành một khe nước rất lớn. Thẩm tòng thanh bỗng nhiên hét lớn, tạm thời đè xuống ảnh hưởng của cổ hối hận. Hai mắt ông ta đỏ bừng, đánh tới khe hở đại trận sát chiêu tiên đạo hạo nhiên oanh hưởng oanh dưới tiếng đổ rất lớn nội ứng ngoại hợp đại trận vỡ tan ma tiên bị phong ấn như một cây hắc tiễn bắn ra thật mạnh thẩm tòng thanh vui mừng bay đến gần thẩm thương tiên tổ ta là hậu nhân thẩm giam tử tôn hậu bối của ngài dị biến phát sinh ngay trước mắt quần tiên thẩm tòng thanh tiếp cận ma tiên thần bí gương mặt kích động rốt cuộc ta cũng gặp được ngài tiên tổ thẩm thương thẩm tòng thanh rung giọng kêu lên mục đích chân chính ông ta đến đây chính là cứu tiên tổ thẩm thương thẩm thương là cổ tiên kiệt xuất nhất thẩm gia tài năng thiên phú có thể nói là trác tuyệt được công nhận vào thời điểm đó thậm chí khi ông ta vẫn còn là cổ tiên lục chuyển đã có đại năng bác chuyển trí đạo bình rằng nói ông ta là bách niên đông tiên thủ tài tình thị bán tôn ý là sau mấy trăm năm nữa thẩm thương sẽ tu thành bác chuyển đứng đầu cổ tiên đông hải tài năng tuyệt luân của ông có thể sánh ngang bán tôn giả nhưng thẩm thương theo đuổi sức mạnh dần dần rơi vào ma đạo nhiều lần phạm tội lớn gia tộc yêu quý tài hoa của ông tuy có trừng phạt nhưng chỉ là phạt nhẹ thậm chí còn bao che thẩm thương nhiều lần phạm tội không thay đổi càng thêm tùy tiện bên ngoài là cổ tiên chính đạo nhưng bên trong lại là hành vi ma đạo giới cổ tiên đông hải mơ mơ màng màng bị ông ta và thẩm gia che giấu nhưng không gạt được nhạc thổ tiên tôn nhạc thổ tiên tôn ra tay trấn áp thẩm thương nhưng không công khai thân phận của ông thẩm gia cũng không dám thông báo ra ngoài đành phải tuyên bố thẩm thương bởi vì độ kiếp tổn thương mà chết sau khi thẩm tòng thanh bắt phương chính thiên đình chủ động liên lạc với ông ta nói cho ông ta biết về chuyện thẩm thương để chuộc phương chính về thẩm tòng thanh nhờ thế mà biết được thẩm thương vẫn còn sống đồng thời bị phong ấn bên trong cõi yên vui thương lam long kình để tiến vào thương lam long kình thẩm tòng thanh âm thầm phát động toàn bộ lực lượng thẩm gia âm thầm điều tra và lục soát đúng lúc này nhậm tu bình âm thầm hạ độc thủ với đám người miếu minh thần tiết lộ dấu vết thương lam long kình để lại thẩm gia nhận được tin tức thẩm tòng thanh đích thân xúc động bức hàng nhậm tu bình biết được miếu minh thần có thể tìm ra được vị trí chính xác của thương lam long kình miếu minh thần tập trung đội hình tám vị của tiên tiến về thương lam long kình tìm kiếm chân truyền nhạc thổ tiên tôn Thẩm Tòng Thanh và Nhậm Tu Bình cũng đã sớm nhận được tin tức, âm thầm theo dõi. Lúc này mới có một loạt sự việc phát triển tiếp theo. Thẩm Tòng Thanh tiến vào cõi yên vui thương lam long kình, trăm phương nghìn kế dò tìm vị trí của thẩm thương. Sau mấy lần nhận nhiệm vụ, manh mối hối khốc hải đã bị cổ tiên thẩm gia âm thầm thu thập được. Thẩm Tòng Thanh suy đoán, ma tiên trong hối khốc hải rất có khả năng là thẩm thương. Nhưng ông ta thoải mái cũng không được bao lâu liền nhận được một tin dữ nhiệm vụ tiếp theo mà sở doanh nhận chính là giết chết thẩm thương. Điều này khiến cho thẩm tòng thanh giật cả mình, vội vàng liên lạc phương nguyên, làm bộ nói cho hắn biết ông ta đang tìm tiên cổ ứng thanh trùng, đồng thời còn tặng cho phương nguyên một lượng lớn tiên tài nhằm biểu đạt thành ý. Phương Nguyên nhờ thế mà đã đưa Thẩm Tòng Thanh đến hối khóc hải. Thẩm Tòng Thanh âm thầm ẩn đúc, kiềm chế không phát, vẫn luôn chờ đến phút cuối cùng, lúc này mới bỗng nhiên ra tay, nhất cử cứu được Thẩm Thương. Kinh biến này, ngoại trừ cổ tiên thẩm gia, những người còn lại đều ngạc nhiên. Chợt, mặt đám người miếu minh thần trầm như nước, tâm chìm vào đáy cốc. Bản thân thẩm tòng thanh là cổ tiên bác chuyển, bây giờ cộng thêm một thẩm thương nữa. Thẩm thương cũng là cổ tiên bác chuyển, là người mà năm đó nhạc thổ tiên tôn phải đích thân ra tay trấn áp, tất nhiên chiến lực trác tuyệt, không phải tầm thường. Có thẩm thương, thực lực thẩm gia tăng vọt. Không chỉ so sánh với thế lực bên trong cõi yên vui thương lam long kình, ngay cả toàn bộ đông hải cũng là biến hóa kinh người chính đạo đương kim đông hải thẩm gia trở thành thế lực siêu cấp duy nhất đồng thời có được hai vị cổ tiên bác chuyển từ đó thẩm gia đã trở thành thế lực tối cường của đông hải sức ảnh hưởng này cực kỳ to lớn mang đến vô số lợi ích cho thẩm gia lúc trước thiên đình ném ra bí mật này cũng khó trách thẩm tòng thanh động tâm lập tức trả phương chính về không để ý đến khí hải lão tổ bên cạnh đang ám chỉ giao phương chính cho ông ta ngươi là hậu nhân thẩm gia ta thẩm thương lơ lửng trên không trung nhìn thẩm tòng thanh tinh mang lóe lên trong mắt sau đó gật đầu không sai ngươi chính là người thẩm gia ta bây giờ là thời đại nào rồi âm thanh của thẩm thương khàn khàn so với quả đen gọi bầy còn khó nghe hơn áo bào xám của ông ta rách nát sắc mặt tái nhợt đầu tóc bù xù hai mắt đỏ bừng như máu khí tức bác chuyển đỉnh phong tản ra từ toàn thân cực kỳ cường thế thẩm tòng thanh đáp lại câu hỏi của ông ta nói cho ông ta biết nhạc thổ tiên tôn đã sớm mất đi thì ra đã qua lâu như vậy rồi thẩm thương thở dài một tiếng nhạc thổ đại nhân cuối cùng cũng đi hai thái độ của ông ta đối với nhạc thổ tiên tôn có hơi kỳ lạ nhạc thổ tiên tôn trấn áp ông ta ông ta còn gọi nhạc thổ tiên tôn là đại nhân thẩm thương cảm thán xong lại nhìn xuống đám người phương nguyên ánh mắt của ông quét qua tất cả sau đó chấp tay cười nói, cút, xem ra người thẩm gia ta xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Sau đó, ánh mắt ông ta tập trung vào người phương nguyên, tận lực ôn hòa, vị tiên hữu này, ta có thể thoát khốn, hoàn toàn là do ngươi xuất lực, có công lớn đối với thẩm gia ta. Ngươi có đồng ý gia nhập thẩm gia, trở thành thái thượng khách khanh gia lão không? Ông ta đang muốn mời chào phương nguyên. Nhưng phương nguyên đích thật là có giá trị để mời chào. Nội tông sư trận đạo thôi thẩm gia cũng đã rất cần rồi từ tạo nghệ trận đạo và tuổi tác của hắn mà xem đời này đột phá đến đại tông sư trận đạo cũng không phải là chuyện không thể được thẩm tòng thanh cũng chấp tay với phương nguyên phụ họa sở doanh tiên hữu trước đó thẩm mổ lừa gạt cũng chỉ là bất đắc dĩ cứu được tiên tổ thẩm thương ý nghĩa đối với thẩm gia ta rất quan trọng mong ngươi thông cảm phương nguyên gật đầu ánh mắt yên tĩnh thậm chí khóe miệng còn mỉm cười ta đương nhiên có thể thông cảm nếu đổi ngược là ta ta cũng sẽ làm như vậy chỉ là thẩm gia mời chào ta ha 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 phương nguyên lắc đầu thẩm tòng thanh lạnh lùng hỏi sở doanh tiên hữu nụ cười này là có ý gì phương nguyên nhướng mày thẩm gia ngươi có tài đức gì mà muốn mời chào ta các ngươi không xứng ánh mắt thẩm tòng thanh trong khoảnh khắc lạnh như băng thẩm gia ông ta là thế lực siêu cấp đông hải có hải vực thất vũ bên trong có hàng trăm hàng ngàn hải vực nhỏ bây giờ lại có thêm hai vị cổ tiên bác chuyển thực lực như vậy mà còn không xứng mời một tán tiên nho nhỏ như ngươi hừ sở doanh ngươi đừng có mà càng rỡ thẩm gia ta mời chào ngươi đó là vì lòng dạ tiên tổ thẩm thương rộng lượng ngươi đừng có tự đề cao mình quá đám người thẩm tiếu thẩm khắp vội vàng lên tiếng bọn họ bay ra khỏi phụ trận hợp cùng một chỗ với thẩm thương thẩm tòng thanh trên không trung Đôi mắt đỏ bừng như máu của thẩm thương bắn ra sát cơ. Ông ta nhìn chầm chầm Phương Nguyên, giọng nói lạnh lại, sở doanh phải không? Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi đến đây là vì bi công đức tiếp dẫn, vì thế đã bị thủ đoạn của cõi yên vui giam cầm, không thể tùy ý ra tay với nhau. Nhưng ta bị khốn thu ở đây rất lâu, không bị bi công đức ức thúc. Cho nên, bất cứ kẻ nào trong số các ngươi đều có thể chết dưới thế công của ta. Sắc mặt đám người miếu minh thần biến đổi chuyện mà bọn họ lo lắng nhất đã thành sự thật phải làm sao mới ổn đây trong lúc bọn họ đang hoang mang lo sợ đột nhiên nghe được tiếng cười to của phương nguyên sau đó thấy phương nguyên nhẹ nhàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý đồ khiêu khích lộ rõ trên mặt đám người miếu minh thần trợn mắt đây là dũng khí hay là ngu xuẩn bọn họ nhất thời không phân biệt rõ huyết quang lại càng đậm hơn trong mắt thẩm thương ông ta hạ giọng tức giận nói tự tìm đường chết Vậy thì chết đi. Nói xong, ông ta há miệng, lập tức một sóng âm màu đỏ hình tròn bắn mạnh về phía Phương Nguyên. Tốc độ sóng âm cực nhanh, gần như sau một khắc đã vạch phá bầu trời đánh vào bên trên phụ trận. Hoành. Phụ trận lập tức tan rã, ngay cả một giây cũng không chịu đựng được. Bên trong tiếng nổ kịch liệt, một cột sóng biển rất lớn phóng tận chân trời, cao đến mấy trượng. Sóng biển còn chưa rơi xuống, dư ba bạo tạc đã quét ngang. Đám người Miếu Minh Thần không thể không bay lên không trung, khẩn cấp rút lui khỏi phụ trận. Tất cả phụ trận bị quét sạch trong dư ba, sắc mặt đám người Miếu Minh Thần xanh xám, cực kỳ khó coi. Thế công của Thẩm Thương tuyệt đối là bác chuyển, uy năng kinh khủng vô cùng. Trong mắt bọn họ, hy vọng sống của Sở Doanh không lớn. Trên thực tế, lúc này Sở Doanh sẽ có kết quả gì đều bị bọn họ ném ra sau óc. Bọn họ lo lắng cho chính mình hơn bởi vì thẩm thương đã dùng hành động thực tế chứng minh lời nói vừa nãy của mình ông ta có thể ra tay với đám người miếu minh thần phong thái tiên tổ rất tốt thẩm tòng thanh nheo mắt ông ta biết được nội tình bên trong thẩm thương chủ tu không phải âm đạo thủ đoạn âm đạo mà ông ta sử dụng vừa nãy không phải thực lực chân chính của ông ta sở doanh chết chắc rồi chết thì tốt ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt đúng vậy rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, lại ý mình hiểu biết về cõi yên vui thương lam long kình, liền vĩnh mũi lên trời, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Dám can đảm trêu chọc bác chuyển, người này không biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm tiếu đang nói, bỗng nhiên cà lâm. Sóng biển trùng thiên rơi xuống, phát động một con sóng lớn. Bên trong hơi nước đầy trời, một chiếc thuyền quan huy lấp lánh hiện lên trong mắt chúng tiên. Sở doanh chấp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên mũi tàu, gương mặt vẫn mỉm cười như cũ. Thẩm thương nhìn thấy, con ngươi lập tức co rụt lại, không khỏi kinh nghi, tiên cổ ốc bác chuyển. Các cổ tiên khác như phát mộng. Bọn họ rất quen thuộc với tiên cổ ốc này. Không, cổ tiên ngũ vực ai mà không biết chứ. Đây là... Vạn niên đấu phi xa. Nhậm tu bình kêu nhỏ, tê cả da đầu. Sở doanh lại có vạn niên đấu phi xa, hắn rút cuộc là ai? Thẩm tiếu nghẹn họng nhìn trân trối ánh mắt quần tiên dán chặt phương nguyên phương nguyên thu hồi sát chiêu gặp mặt từng quen biết lộ ra diện mạo thật thấy diện mạo thật của hắn trong lòng chư tiên đánh bột một cái không khỏi biến sắc nữ tiên hoa điệp càng kinh hô là phương nguyên nàng quá khiếp sợ nàng vẫn cho rằng phương nguyên là nhân vật cao cao tại thượng xa cuối chân trời nhưng bây giờ lại xuất hiện bên cạnh nàng thật khó tin đúng là phương nguyên Cổ tiên thẩm gia nghiến răng, có người còn hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế. Hầu kết miếu minh thần nhấp nhô, nuốt từng ngụm nước bọt. Thì ra sở doanh chính là phương nguyên cải trang. Ta nói tại sao Đông Hải bỗng nhiên xuất hiện một tán tiên lợi hại như vậy chứ? Thì ra là phương nguyên. Phương nguyên là nhân vật như thế nào chứ? Hắn kế thừa truyền thừa tôn giả, là nhân vật kinh thế tuyệt không thể dùng lẽ thường để ước đoán. Khó trách tạo nghệ biến hóa đạo, trận đạo của sở doanh lại kinh người như thế. Mà đây chỉ là một góc thực lực của phương nguyên. Tất cả mọi thứ đã thông. Sắc mặt thẩm tòng thanh trắng bệt, cắn chặt răng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trán ông ta đã đổ mồ hôi lạnh. Thì ra chính là đại ma đầu phương nguyên. Khó trách hắn lại có thái độ như vậy, khinh thường hai vị bác chuyển, khinh thường thẩm gia ông như thế. Phù. Tâm trạng thẩm tòng thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh hỏa khí do bị sở doanh xem thường trước đó đã tan thành mây khói. Phương Nguyên ngay cả thiên đình cũng dám khiêu khích, cũng dám giết, thẩm gia ông ta là cái gì chứ? Sau khi hỏa khí tiêu tán, theo đó chính là lo lắng. Ta thế mà lại đụng phải Phương Nguyên, đụng phải tấm sắc lớn đến như vậy. Thẩm tòng thanh thang thầm vận khí mình không tốt, tại sao lại gặp phải Phương Nguyên chứ? Lúc này, thực lực bác chuyển cũng không giúp thẩm tòng thanh tự tin. Trong lòng ông ta đang hốt hoảng. Lúc này, Thẩm Tòng Thanh nghe được Thẩm Thương tra hỏi, Phương Nguyên là ai? Thẩm Tòng Thanh nhìn Thẩm Thương, vẻ mặt Thẩm Thương đang nghi hoặc. Ông ta đang cảm thấy kỳ quái. Vị cổ tiên trước mắt rõ ràng chỉ có tu vi thất chuyển, chỉ là thay đổi hình dáng thôi mà. Tại sao các ngươi lại sợ như thế? Thẩm Thương nhìn Thẩm Tòng Thanh, ánh mắt mang theo sự trách cứ, giống như đang nói, ngươi đường đường là bác chuyển, lại đi sợ thất chuyển. Mặc dù Phương Nguyên lộ ra diện mạo thật, nhưng hắn không bộc lộ khí tức bát chuyển của mình vẫn dùng thủ đoạn để che giấu thẩm tòng thanh mở to mắt nhìn trong lòng đang phát run có thể không sợ sao người như phương nguyên tại sao lại có thể dùng tu vi để cân nhắc hắn chứ hắn ngay cả thiên đình cũng dám dẫm cách đây không lâu còn đánh tan sáu tiên cổ ốc của thiên đình giết một đợt của tiên thiên đình là một nhân vật hung ác hắn tâm ngoan thủ lạc xảo trá âm hiểm thiên đình còn không có cách bắt hắn bây giờ thẩm gia đắc tội hắn đừng nói là hai bát chuyển cho dù là một chuỗi bát chuyển thẩm tòng thanh cũng không có cảm giác an toàn đến bây giờ phương nguyên đã xưa đâu bằng nay thiên đình đã thành tựu danh vọng và thanh uy chấn nhiếp thiên hạ cho hắn cho dù hắn chỉ có tu vi thất chuyển nhưng vẫn có thể khiến cổ tiên bát chuyển thế gian cảm thấy e ngại tiên tổ thẩm tòng thanh ném cho thẩm thương một con phàm cổ tính đạo bên trong là toàn bộ tin tức về Phương Nguyên. Thẩm thương tiếp nhận phàm cổ, thần niệm quét qua, khi nhìn Phương Nguyên lại là sắc mặt khác. Phương Nguyên, ngay cả thiên đình cũng không làm gì được ngươi, ha ha ha, thú vị thật. Khuyết quan bùng lên trong mắt thẩm thương, cùng tiếu cười lên, không nghĩ đến thiên hạ lại sinh ra một nhân vật như ngươi. Đúng là quá tốt. Như vậy, ta sẽ không cảm thấy tịch mịch nữa. Nói xong, một luồng khí thế tuôn trào từ người ông ta, tràn ngập thiên địa chấn nhiếp tâm linh tin tức về phương nguyên không những không khiến thẩm thương kiên kỵ ngược lại còn khiến ông ta dâng cao đấu trí thấy thẩm thương biểu hiện như vậy trong lòng thẩm tòng thanh bỗng nhiên dâng lên một niềm tin ta có thể không phải là đối thủ của phương nguyên nhưng có thẩm thương tiên tổ ở đây ông tuyệt không phải cổ tiên bác chuyển bình thường có tiên tổ chiến cuộc còn chưa biết được đang suy nghĩ một luồng ngân quang mãnh liệt bắn ra tràn ngập tầm mắt thẩm tòng thanh đáng chết trong lòng thẩm tòng thanh vang lên âm thanh cảnh báo vội vàng bay ngược sau một khắc vạn niên đấu phi xa gào thét bay đến xẹt qua một hình vòng cung tuyệt đẹp trên không trung chỉ cần chậm một giây nếu thẩm tòng thanh còn đứng im tại chỗ nhất định sẽ bị vạn niên đấu phi xa đụng vào kết cục này thẩm tòng thanh không dám tưởng tượng dùng tiên cổ ốc rất tốt thôi động sát chiêu tiên đạo sẽ lãng phí thời gian nhưng điều khiển tiên cổ ốc bay bốn phía trong nháy mắt có thể đánh ra thủ đoạn công kích vạn niên đấu phi xa một lần nữa bay vụt đến phương nguyên điều khiển vạn niên đấu phi xa không thèm quan tâm đến thẩm tòng thanh chỉ gây phiền phức cho thẩm thương thẩm thương đương nhiên cũng không dám dùng cơ thể để dò xét uy năng của vạn niên đấu phi xa nhất thời ông ta bị vạn niên đấu phi xa đuổi chạy tán loạn thẩm tòng thanh và một đám cổ tiên thẩm gia muốn ra tay tương trợ kết quả phát hiện bọn họ không thể ra tay với phương nguyên thật đáng ghét. Thẩm Tòng Thanh nghiến răng. Vì thế nhiều người của thẩm gia hoàn toàn không thể phát huy, chỉ có thể ngồi nhìn Phương Nguyên và thẩm thương đánh nhau. Về phần đám người miếu minh thần, tất nhiên không dám lẫn vào cuộc chiến. Lúc này, bọn họ không ngừng lùi lại, co đầu rụt cổ trốn tại nơi hẻo lánh của chiến trường. Thẩm thương, ngươi là tiên tổ thẩm gia, nhưng cũng chỉ có bản lĩnh chạy loạn bốn phía thôi sao. Phương Nguyên tiến vào bên trong vạn niên đấu phi xa, lên tiếng trào phúng. Cho dù là không gian của vạn niên đấu phi xa, hắn vẫn bị thủ đoạn của nhạc thổ tiên tôn ước thúc. Bên trong tiên khiếu chí tôn, phương nguyên có rất nhiều cổ tiên thuộc hạ nhưng lại không thể lấy ra. Vạn niên đấu phi xa đành phải do một mình hắn khống chế. Nếu thuộc hạ của hắn có thể ra ngoài, ưu thế về số người của hắn còn cao hơn thẩm gia nhiều. Hừ, tiểu bối phách lối. Thẩm thương bị lời nói của Phương Nguyên kích thích, bỗng nhiên dừng lại trên không trung, thi triển một sát chiêu tiên đạo tạo nghệ phi hành của thẩm thương cực kỳ hùng hậu tốc độ cực nhanh có thể quần nhau với vạn niên đấu phi xa trong quá trình ông ta chạy trốn vẫn luôn ấp ủ sát chiêu lúc này rốt cuộc cũng thôi phát ra sát chiêu tiên đạo dạ ca tiếng ca thê lượng nhanh chóng truyền khắp chiến trường tiếng ca tràn ngập bi thương giống như thủy triều đánh thẳng vào tâm mọi người tiết tấu khúc ca rất chậm lấy ngâm làm chủ nương theo tiếng trống và tiếng đàn vừa cổ tịch vừa bi thương biên giới chiến trường, nữ tiên hoa điệp, phong tướng nghe thấy, nước mắt rơi lã chả. Miếu minh thần, nhậm tu bình cũng lộ vẻ bi thương, khó khống chế tâm trạng của mình. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, vạn niên đấu phi xa chiếu sáng rực rỡ, thay hắn cản lại uy năng của dạ ca. Nhưng thẩm thương đã đạt được mục đích của mình. Ông ta thôi động sát chiêu dạ ca cũng không phải muốn đối phó cổ tiên có mặt, mà là muốn xây dựng hoàn cảnh chiến trường. Tiếng ca bao phủ biển trời một chút sương chiều từ trong sóng âm bay ra, phủ lên toàn trường. Sau mấy hơi thở, toàn bộ hối khốc hải đều biến thành một màu đen. Các cổ tiên bị nhốt đưa tay không thấy được năm ngón, tràn ngập bi thương trong dạ ca, đấu chí giảm sút. Bây giờ nghe tiếp, chỉ sợ sẽ mặc người ta chém giết. Mặc dù phương nguyên chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng chung quanh đen kịt một màu, hắn theo đó mà mất đi mục tiêu công kích. Phương Nguyên lập tức thôi động thủ đoạn điều tra, nhanh chóng cảm nhận được vị trí của thẩm thương thẩm thương hình như cũng có cảm ứng cười ha hả phương nguyên ngươi trúng kế rồi nói xong ông ta lại thúc ra một sát chiêu sầu não phương nguyên kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp trúng chiêu hắn không khỏi kinh nghi trong lòng nhanh chóng nhận ra đây là sát chiêu nhân đạo khó trách ta không thể phòng bị bên trong vạn niên đấu phi xa tiên cổ ốc công phòng nhất thể có thể mang đến phòng ngự cường đại cho cổ tiên, vô cùng an toàn. Nhưng phòng ngự này cũng không phải là không có nhược điểm. Khi Phương Nguyên xây dựng vạn niên đấu phi xa, đã cân nhắc đến đa số lưu phái, nhưng nhân đạo lại là nhược điểm của hắn. Lúc đó, hắn vẫn chưa có cảnh giới tông sư nhân đạo. Đợi sau khi hắn có được cảnh giới này, vạn niên đấu phi xa đã được dựng xong, đại cục đã định, chỉ có thể điều khiển tinh vi, khó mà cải tiến trên phạm vi lớn. Trong đó có một nguyên nhân chủ yếu là phương nguyên thiếu tiên cổ phòng ngự nhân đạo. Trong tay thẩm thương hẳn có tiên cổ nhân đạo cao chuyển. Sau khi phương nguyên trúng chiêu, lập tức hiểu ra được một phần nội tình của địch nhân. Về phương diện tình báo, phương nguyên vẫn khá thua thiệt. Hắn hoàn toàn không biết về thẩm thương, nhưng thẩm thương đã biết rõ về hắn. Phương Nguyên đương nhiên có ác chủ bài, ví dụ như tu vi bác chuyển, ngũ cấm huyền quan khí, nhưng những thủ đoạn này hắn còn đang dự định che giấu, cũng không muốn bại lộ vào lúc này. Trong cõi Yên vui Thương Lam Long Kình này, Phương Nguyên không thể ra tay với đám người thẩm Tòng Thanh, Miếu Minh Thần, Nhậm Tu Bình. Nếu bọn họ biết được bí mật đó, tương lai rời khỏi cõi Yên vui, rất dễ dàng truyền ra ngoài. Cho nên, Phương Nguyên vẫn luôn tận lực dùng những thủ đoạn đã bại lộ ra ngoài mà nghênh địch. Sát chiêu Tiên Đạo Phá Hiểu kiếm. Khí thế vạn niên đấu phi xa tăng vọt, lóe lên bạch quang trùng thiên bên trong bạch quan hiện lên nước sông thời gian từ trong nước sông lại phản xạ từng sợi tia sáng màu bạc tia sáng màu bạc nhanh chóng ngưng tụ thành hình hóa thành từng thanh lợi kiếm mãnh liệt bắn ra phi kiếm gào thét trực chỉ thẩm thương nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha